Làm ví dụ minh họa
cái món duy nhất mình đang nhắc tới ngay lúc này đó chính là thịt chiên giòn. Vì nó cũng làm đơn giản mà. Mặt trên thì mình ướp cùng với ngũ vị hương. Thực ra cũng còn nhiều nguyên liệu khác đấy. Nhưng mà nay mình đi mua vội qua nên thôi đành ướp tạm thế này vậy. Nào có cơ hội thì sẽ làm cẩn thận hơn. Có gì mọi người thông cảm nha. Sau đó là cũng lấy giấy bạc quấn vào phần thịt phía dưới để cho nó không bị cháy mà chỉ chừa ra phần bì để cho nó giòn bì ở phần trên thôi. Phần bì rồi và quét thêm một lớp giấm rồi. Đấy giờ chỉ gói bì và chuẩn bị cho vào thịt chiên thôi. Mm-hmm.